Đột nhập vào lãi phú Cuda là nữ sơ chí mơ phải gọi là bá nhất liên quan sau đó. Anh em biết mình làm gì không? Mình sẽ hóa thân thành Tô Cuda để đi giải cứu phố Cuda. Thì đang lướt sơ chí mà thì mình thấy phố Cuda chơi liên quan mọi người à, mà thua là mới đau chứ thôi. Mình là Tô Cuda mà mình nở lòng nào để Phu Cuda thua được mọi người ha. Thì sau một hồi tích cực quay tay á, thì cuối cùng Tô Cuda cũng đã đột nhập được vào phòng của Phu Cuda rồi nha. Thì như mọi khi thôi, cứ farm sau một cái là mình chạy qua đường tém bản để hỏi thăm liền. Thì đấy, thấy anh Diu, anh Diu vừa ăn con bùa xanh xong thì chắc chắn á, 100% nó sẽ ăn con cóc. Đó mọi người thấy không? Thấy không? Nó ăn con cóc không hề sai luôn đó. Thì bây giờ mình phải phá nó. Mình phá nó thì chắc chắn thằng ra đầu mói á, thằng ra đầu mói nó sẽ bị vô nó đánh mình nè. Nhưng anh em yên tâm đi, với gọi cái khả năng quằn quại của mình thì mình ít nhất mình quằn cũng phải được gọi là 5-60 tiếng đồng hồ để có cái đồng đội mình có vô không nhá. Thì mình quằn đó mọi người thấy không? Mình quằn nói thực sự là quá ghê gớm luôn. Nhưng mà cuối cùng là không thấy ai vô hết. Thì lúc này thằng Diu mới chat lên là bớt xem TT lại, có nghĩa là bớt xem tổng thống lại. Ai chà chà, ok nha, được lắm thằng này, tí tao đánh cho chảy với nhà mắc mẹ luôn. Thì con bùa xanh vừa xuất hiện á, thì mình liền vô hỏi thăm liền. Thì con này là con bờ lưu xanh, nó có tên là bờ lanh su. Đó, hết sức đơn giản thôi. Ai hiểu được không hiểu được thì hiểu nha. Rồi, thì con bùa xanh này nó rất chi là thân thiện với con người. Nhưng mà không hiểu kiểu gì á, chẳng nào á, mình cũng vô mình hỏi thăm nó hết. Thì anh em thấy không, tém mình đang đánh nhau thôi. Nhưng mà không sao hết nha mọi người, mình cứ bình tĩnh. Mình chặn lính lại anh em ơi. Đó, mình chặn, mình phám hết lính luôn. Và đợi, đợi cơ hội để cấn một lần 5-60 thằng, thể hiện cho Phu Cuda thấy sức mạnh của Tô Cuda. Một lần là phải cấn 5-60 thằng, chứ không có thể nào một mình mà cấn 2-3 thằng được. Đó, thì phá này thằng Then, thằng Then này thực sự nó quá ghê gớm luôn. Nhưng mà mình lại đánh thằng Elsu, thấy không? Lườm rau nhưng mà mình lại gắp thịt mọi người à. Úi rồi, đẩy đẩy đi, đẩy đi, solo kill, solo kill. Chiêu 2, chiêu 1, huyết xích vào đâu nó là nó lên bảng điểm số đó mọi người. Đó, hết sức đơn giản. Còn bây giờ thì thằng Rat nó lao lên. Thằng Rat nó lao lên thì nó làm được cái gì đâu. Thằng Rat đầu mỏi này, anh em thấy cái skin này, anh em biết nó gà rồi đúng không? Chipper kill liền. Pha này thì mình nhảy vào mình fit đi, để mình xem phản ứng của Phu Cuda là như thế nào nha. Chan, thắng. Mất chiêu, mất chiêu, mất chiêu. Hay 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 hay, pha này hay quá mất rồi. Đúng rồi. Mang sao mình ngáo vậy ta. Chả trách sao nãy chơi Yon được. Vào đây đi. Rồi ok, vào đây 5 thằng luôn cũng được. Vô đây, vào đây hết đi. Làm ơn đi. Mày né đâu, lên đây lụm mần quay gì thằng Diu nè. Thôi không được tham. Tham mà sẽ không. Trong vườn trang, hai cục vàng ăn nhiên nha. Chả anh Trân, chả anh Trần. Làm gì thì làm gì thì được. Đập bô kêu. Sao mà buồn ngủ dữ vậy ta ơi. Tô Cuda thể hiện đẳng cấp như thế mà Phu Cuda không có một cái phản ứng gì luôn. Ok, thể hiện đẳng cấp mà không phản ứng á, thì bây giờ mình fit 5-60 mạng để xem coi có phản ứng không nha mọi người ơi. Thì pha này thằng Emily nó hơn máu mình, thì chắc chắn là mình solo không lại nó rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ lao ra thôi. Đó, mình cứ lao ra mình đánh nó đi, cho nó đánh chết mình chơi vậy đó. Tức rồi, Tô Cuda giận rồi. Đừng có làm Tô Cuda giận, hơi mệt đó. Rồi 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 rồi, ăn mạng đấy. Fit tới khi nào có phản ứng thì thôi nha mọi người. Pha này thì mình phải đánh đủ sóng thì mình mới fit được. Mình fit nhưng mà mình fit có chiến thuật nha mọi người ơi, chứ không phải là fit tào lao bị đau là không được nha. Rồi Emily ăn đi. Ăn đi, đá vào đầu đây. Úi trời trời trời, cái gì ông cóc. Đừng cho đánh luôn mà đá con đá hụt vậy nữa thì thôi, xóa game đây. Còn bây giờ mình sẽ rủ cho tem mình combat để cho tem mình chết hết luôn đi. Cày quá rồi anh em à, cày lắm rồi đó nha. Trời mẹ ơi, mình không ngờ mà nó pha đó mình không ulti, nó không chết đấy, nó còn đúng một chấm luôn. Chứ mà mình đánh, mình giật chiêu 2 ra mình đánh thường là nó chết rồi. Nó không đủ đam. Ủa xanh nhất team bên kia không đủ là phải rồi, nhiều tiền nhất kìa. Ca ca ca, thế em thấy không, phản ứng liền. Nó mình fit cho cái thằng Emily nó đá bể đầu Phu Cuda là Phu Cuda phản ứng liền. Ơ cái thằng này, cái thằng này mày tính làm gì tao à. Úi xồi ôi, thằng gô đầu mòi này, thằng gô đầu mòi này mang cái skin này thì anh em hiểu vấn đề liền. Nó cái skin này là cái skin gì mình cũng không biết, nhưng mà nhìn nó bần bần á. Mà mình đặc
đặc biệt đó là mình thích mấy cái thằng bần bần lắm đó mọi người ơi. Đó, cái thằng ra đầu mòi này tốc biến lên, kết thúc nó đi. Ui dồi ôi, phá này thì chắc chắn là không sống được rồi. Nhưng mà vẫn bắn sướng giả vơ ao nháy các thứ thử nha mọi người. Thằng Thèn này nó ghê gớm phết đó, nhưng mà không sao. Trận này vẫn là MVP thôi. Lúc này là mình đã chết 6 mạng rồi, nhưng mà mình vẫn chat lên là không MVP, xóa game. Thì thằng Emily nó mới nhắn lên là chuẩn bị được rồi. Với lại để xem phản ứng của Fukuda nha mọi người. Mấy bữa nay tổng thống không đột nhập like em à? Anh coi like đi rồi anh bếp. Đột nhập like của em có nhiên sợ win cho nên đâu có dám đột nhập đâu mấy anh. Ai có thể ủng hộ em có thể ủng hộ để vào chơi game cùng em nha. Trần Minh Công, em chào chị Nhiên nha. Ừ, chào em nha. Mấy bạn thấy mình không thèm bunty không? Trời ghê thiệt, eo su nó phản ứng nhanh thiệt đó chứ. Gắt đây. Chết mát đi. Cầm cái con đó lại đi phía sau nữa, không dám chết thấy không? Ai nha, nó bắn vô đầu mình nè. Thấy cha rồi. Trần Minh Công, chị nhìn gánh kìa. Đi xuống đây, đi xuống đây, đi xuống đây. Thôi bỏ đi mấy em ơi, eo su nó bắn chắc quá. Thì Fukuda mọi người ơi, vẫn không có cái phản ứng gì hết, chát đến thua xóa game luôn. Sau đó là tốc biến thẳng vô trụ luôn đó, phít mạng để xem coi có phản ứng gì không. Cay quá. Ôi ôi thôi sâu rồi, sâu cả na này. Lên lên trước Nhiên đi rồi Nhiên con tay lên. Trời ơi thôi. Rút xuống đây nè, xuống đây nè. Vào giải cứu Fukuda mà Fukuda làm vậy hết sức buồn mọi người à. Thôi bây giờ Tokuda này cuộc sống gọi là một mình cần 50-60 thằng thôi. Cái thằng này mày tính làm gì tao hả Emily? Thằng eo su kia mày đi đâu đây? Mày tính đi đâu rồi? Tao có tốc biến này, mày tàn hình à? Tàn hình nữa đi. Hay. Ờ nó nhắm mình không nè, các bạn thấy không? Mình phải đứng xa nó. Nó gần mình là mình chết. Ôi xem chết rồi nè. Ấy, biết ngay mà, nó đá một đá là bốc hơi. Và đây chính là cái lúc mà mình mong chờ nhất. Một mình Tokuda sẽ cần 50-60 thằng cướp đi con ta thân ánh sáng để thể hiện cho Fukuda thấy Tokuda đẳng cấp thế nào, lao vô. Cuối cùng thì thằng Jiu bị con ta thân ánh sáng đập cho ngất ngửa luôn. Mình tốc biến qua ăn đi con rat và quay về hỗ trợ Aletter ăn luôn cái con Thèn này nha mọi người ơi. Ulti một phát sát thương chuẩn, chắc chắn Thèn sẽ lấy mảng điểm số và ăn luôn cái con ta thân ánh sáng. Coi con nạ thần nha, tự nhiên đẩy độc tính này lên nha. Coi coi coi, câu đừng cho nó về, câu đi. Đủ 4 thằng đó không? Đủ 4 thằng thì câu đi. Ủa, chào bé nghìn yêu, mặt cười. Ôi nó về rồi. Ui dạ. Đấy, ai nhờ? Ăn ai hả? Chào đây. Vào đây, lên đây, quên đây. Còn có một đồng chí thôi, làm việc đi. Võ Hoàng Hưng, cũng đúng. Ây, bán đồ không kịp với nó luôn kìa. Trời má, bán đồ lên cái liềm mà. Đi theo mọi người á, trận này ai là người giành được MVP, Tokuda hay là Fukuda? Vơ băng vét hả? Từng nhỏ hay tên vơ băng vét.